Mình phải chấp nhận, mình dai, mình trả. Thì có gì đâu, đã mình nợ người ta, bây giờ gặp người ta trả mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình, có gì mà buồn phiền, trả nợ mà lại giận hờn người ta nữa thì nó lại chồng thêm nợ sao. Cho nên tất cả những cái này Đức Phật dạy mình rất là tốt, mình cần hiểu và cần thông suốt được nhân quả. Cho nên những bộ sách mà dạy về đạo đức nhân quả thì mấy con mới bắt đầu mà vô tu tập thì mấy con triển khai cái sự hiểu biết của mình về đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả. Thì khi mà đạo đức nhân bản nhân quả thì nó cụ thể, nó không có những cái khó khăn, nó thuộc về năm giới luật của Phật chứ không có gì nữa. Năm giới luật tức là cái giới thứ nhất á, Đức Phật dạy mình cái giới á, thì nó là giới luật á, thì dạy mình không nên sát sanh, khuyên mình không nên sát sanh chứ không phải cấm. Mà nói giới cấm thì cũng đúng, Đức Phật khuyên thôi, chứ còn cấm mình làm sao cấm người ta, mình có quyền gì mình cấm. Nhà nước thì có quyền còn cấm người ta còn phạm pháp, huống hồ là Đức Phật. Cho nên khuyên không nên sát sanh, vì sát sanh nó mang theo những cái hành động ác, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình khổ. Bởi vì nhân nào quả nấy mà, nó làm cho mình khổ. Không nên tham lam trộm cắp đó. Thì khuyên mình không nên làm cái gì đó, đó. Rồi dạy cho mình năm cái giới căn bản đó, tức là năm cái đức, năm cái đức. Mà cái giới không nên sát sanh là đức yếu sư, cái lòng thương yêu. Thì mấy con đọc cái bộ sách lòng thương yêu hay đạo đức thương yêu mà vừa rồi thầy có ra một cái tập, nó chỉ có mấy cái mẫu chuyện để mà thầy nói đến cái lòng thương yêu, tức là nói về cái giới luật, cái giới sắc sanh đó. À, mấy con đọc cái đó thì mấy con thấy nó thấm thía một cái lòng thương yêu của mình, mà chính cái lòng thương của mình mới xả, mình mới tha thứ những cái lỗi lầm của người khác. Người ta lỡ to tiếng với mình thì mình tha thứ, thương yêu họ, họ vô tình họ tạo những cái nhân những ác đó. Cho nên mấy con học đạo đức, mấy con hiểu rồi, mấy con sống thấy nó cũng giải thoát rồi, nó thực tế trong cuộc đời sống của mình rồi, nó có gì đâu. Nhưng mấy con nghiên cứu, mấy con sống rồi, mấy con được tham dự vào những cái lớp học đạo đức, mình phải học thôi. Chẳng hạn mấy con chưa biết chữ thì mấy con học, mấy con biết chữ. Rồi từ tiểu học rồi lên trung học rồi đại học, chứ mấy con cái kiến thức của mình phải học càng ngày càng học, thì cái kiến thức của mình nó càng rộng, càng nhiều hơn. Là do đó thì Phật pháp nó cũng vậy, nó triển khai cái sự hiểu biết của con mình, lấy cái tri kiến, cái hiểu biết đó mà làm cái sự giải thoát. Tại vì từ xưa đến giờ mình hiểu theo một cái lối mòn, cái lối giận hờn, cái lối phiền não, cái lối tham đắm, cái lối tham sân si. Tại vì mình hồi nào tới giờ cha mẹ sanh ra cứ hướng dẫn cho mình kiểu ông bà giận sao tôi cũng làm vậy, có phải không? Chứ phải mà sanh mình ra trong một cái môi trường mà cha mẹ hay là dòng họ cô bác bà con xung quanh tròn xóm không người nào chửi lộn, người nào không giận hờn gì hết, chắc mình cũng là người tốt rồi. Thì đạo Phật đâu có cần gì mà phải ra đời, con hiểu không? Đạo Phật ra đời là tại vì chúng ta đi nhầm cái lối, nhầm cái đường đau khổ, cái sự hiểu biết đau khổ. Cho nên đạo Phật ra đời dạy chúng ta có cái hiểu biết để không còn đau khổ. Cái mục đích như vậy mà, cái hiểu biết đau khổ và cái hiểu biết không đau khổ. Cho nên hôm nay chúng ta học để chúng ta hiểu biết cái không đau khổ. Từ cái không đau khổ đó nó sẽ có cái tâm bất động, cái tâm yên lặng. Vì mình không đau khổ thì nó cũng phiền não, đâu có nghĩ ngợi, đâu có lung tung, đâu có lo lắng, đâu có buồn phiền, đâu có tham muốn. À, cho nên nó có cái tâm yên lặng. Cái tâm yên lặng đó gọi là tâm bất động. Mà cái tâm bất động đó thì nó có đủ những cái lực của nó để nó làm chủ được sự sống chết của chúng ta. Vì vậy hôm nay chúng ta trong cái sự mà truyền thừa, chúng ta bị truyền thừa cái sự hiểu biết đau khổ, hiểu biết giận hờn, hiểu biết tham muốn, hiểu biết thấy cái nhà kia đẹp, cái nó tốt thì chúng ta ham theo. Có phải chỉ cha mẹ ông bà của mình sinh mình ra mà dạy mình cái nhà tốt đó, đó là cái khổ đau đó con, đúng không? Dạy cho mình biết mình đừng có ham. Tiền bạc là khổ cực, mình chỉ tập sống như thế nào. Do đó từ đó mình sống trong cái môi trường giải thoát rồi thì nó sẽ được giải thoát. Và được giải thoát thì cái tâm sẽ hàng ngày ngồi, nó không tham muốn, không giận hờn, không buồn phiền, thì cái tâm nó sẽ yên lặng, nó yên lặng, bình tĩnh, yên lặng. Còn bây giờ cái tâm mình nó không yên lặng được, ngồi nó nghĩ nó cái này nó nhớ cái kia, nó thương cái nhỏ, nó đủ thứ lung tung. Bây giờ mấy con ngồi lại, mấy con thấy cái tâm mình sẽ yên lặng, không có gì.
Cho nên muốn nó yên á thì bắt đầu Đức Phật phải dạy cho mình, bởi vì mình là cái tâm đang đau khổ, mà muốn cho mình đi ra khỏi cái sự hiểu biết, cái tâm không còn đau khổ đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái pháp như lý tác ý. Như cái lý giải thoát đó mà tác ý để dẫn dắt cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu. Ý là ý thức, cái sự hiểu biết của chúng ta, đừng có dẹp nó. Cho nên các cái nhà mà dạy chúng ta tu hành để dẹp ý thức chúng ta, đừng có cho nó nghĩ ngợi, ngồi nhiếp tâm niệm Phật, chứ đừng có vọng tưởng. Cái đó là cái sai, không đúng. Đức Phật dạy mình ly dục giáo pháp, chứ không phải dạy mình diệt ý thức. Cho nên chúng ta không có diệt ý thức, mà triển khai cái ý thức của chúng ta càng hiểu biết rộng lớn theo con đường giải thoát thì chúng ta được. Mà khi giải thoát nó hết tham sân si rồi, bởi vì cái tri kiến, cái hiểu biết của chúng ta nó biết đúng, cho nên nó không còn tham sân si. Mà nó không còn tham sân si thì nó ở trong cái trạng thái bất động, nó yên lặng. À, mà ngồi bất động. Mà khi bất động rồi thì chúng ta thấy nó có đủ cái sức lực của nó. Nhưng bây giờ mấy con ngồi một phút mấy con bất động nó cũng khó. Một phút thôi chứ chưa nói gì nhiều. Mà nếu mà mấy con ngồi một giờ, hai giờ mà bất động thì tuyệt vời rồi. Có bệnh mấy con đuổi đi được rồi đó. Còn bây giờ mấy con trong một phút, nửa phút hoặc là hai, ba phút mấy con cố gắng, mấy con tập trung, mấy con nương vào hơi thở, hít vô thở ra, để cho con đừng có vọng tưởng, thì trong đó có bị ức chế. Cho nên do như vậy nó chưa phải đúng pháp. Còn mấy con ngồi tự nhiên mà nó bất động thì cái cơ thể của mấy con nó đau gì nó cũng đau không được. Nó đau không được bởi vì nó bất động rồi nó còn đau cái chỗ nào được. Mà nó đau được là nó còn động. Mấy con nghe chỉ bất động là cái người ta lợi, người ta mình đang ở trong một cái trạng thái bất động, có người khác lợi nhắc mình như thế này không thấy đau nữa. Mà mấy con thấy đau thì mấy con bị động. Cho nên khi mà mấy con lặng sâu vào cái chỗ bất động của cái tâm bất động thì mấy con sẽ không còn cảm giác cái đau đớn ở bên ngoài. Nó rất tự nhiên mà hồn nhiên đó. Nhưng mà nó lặng sâu, nó có cái trạng thái gọi là hỷ lạc hay là kinh an của cái cơ thể của mấy con. Nó phủ trùm cái từ trường đó. Cho nên không ai động đến thân con được, làm cho con đau. Đó là một cái sự tu tập, chứ không phải là khi không mà có được. Nhưng hiện giờ chúng ta làm sao? Đức Phật nó có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Có như lý tác ý mà, có như cái lý đạo mà tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc, ôi trời. Thì mấy con ngồi im một chút xíu, mấy con lại tác ý nữa. Mà tác ý cho đến khi mà cái tâm mấy con không còn một cái niệm nào, không còn buồn ngủ hôn trầm, ngồi suốt ngày đêm cũng không thấy buồn ngủ hôn trầm, không thấy gì hết. Đó là tâm bất động thật sự. Nó còn buồn ngủ thì nó chưa phải là bất động, nó còn mê mờ. Mà nó còn thấy có niệm thì nó cũng chưa có bất động. Mà nó còn thấy điều này nó, hoặc là thế kia hay cảm giác nọ thì cái đó cũng chưa bất động. Nó bất động là nó hoàn toàn yên phong phát thì nó là bất động. Thành ra tuy rằng nói thì như vậy, nhưng mà tập tu nó có thời gian nó mới có bất động được, chứ không phải là muốn bất động là bất động. Nhưng phải khi mình muốn tu thì đầu tiên đó mình phải tu ở trong gia đình của mình. Trong cái gia đình của mình có nhiều người, có mọi người, thì trong khi đó mình dùng cái tri kiến, mình xả từng cái tâm gọi là ly dục. Ai nói không buồn giận, ai làm gì mình thấy biết hiểu, chứ không phải là mình chơi như cục đá gọc cây đâu, hiểu biết hết. Nhưng mà mình hiểu cái hiểu của mình để cái tâm mình nó không giận hờn phiền não, gọi là ly dục. Khi mình sống trong gia đình mình đã xả được rồi thì bắt đầu bước thêm một cái giai đoạn thứ hai của nó gọi là định. Thì mình đừng có nên ở trong gia đình, ở trong gia đình tu thiền định không có được đâu. Đến trong rừng rú nơi yên tĩnh, một cái cội cây nào đó sống một mình, hoặc đến một cái tu viện xin một cái thất, mình vào nhập thất sống độc cư hoàn toàn 100% phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Nghĩa là giữ gìn con mắt của mình, cái lỗ tai của mình, cái mũi của mình, cái lưỡi của mình, tất cả cái năm cái giác quan của mình đều là giữ gìn hết. Ví dụ như ngồi đây nghe ai nói chuyện gì thì kêu cái lỗ tai quay vô, không có nghe chuyện người ta nói gì. Rồi thấy ai kia đánh lộn, cứ bắt đầu cứ ngó ra đó thì kêu con mắt quay vô, không có nhìn người ta đánh lộn kệ người ta. Ở đây mày không có tham dự chuyện đó, hãy nhìn vào trong thân, hãy nhìn vào cái hơi thở,
Thì lúc bây giờ nó nhìn vào hơi thở, nó cảm nhận cái hơi thở của nó thì linh hoạt. Nó cũng thấy nhưng mà nó không bị phóng dật. Thì chúng ta khi mà chúng ta vào tu tập thì chúng ta phòng hộ mắt tai những niệm thân ý của mình, tức là xóa thân. Ý khởi ra một niệm thì các ý lâu vào để nhìn vào thân của mình, nhìn vào thân của mình. Mà nhìn vào thân của mình thì nó thấy cái gì? Nó thấy hơi thở, hơi thở ra, mấy con lắng lặng, mấy con để tự nhiên hơi thở ra vô, nhưng con biết hơi thở. Đó là cái trạng thái bất động. Nhưng mấy con tập trung cố gắng ở trong hơi thở, để cố gắng tập trung trong hơi thở, cái tâm tập trung hơi thở, thì mấy con bị ức chế ý thức. Còn để tự nhiên thì con bị ức chế. Nó có hai phần khác nhau, mấy con phải biết, phải biết sọt khác nhau. Cho nên khi mấy con biết được Phật Pháp mà không tu thì uổng một chút nào. Tại sao vậy? Tại sinh ra làm người rất khó. Đức Phật nói được thân người là khó, mà gặp chánh pháp còn khó hơn. Có con biết bây giờ hiện giờ pháp nó rất nhiều, trong Phật giáo thôi nó cũng rất nhiều pháp chứ không phải là một pháp. Mà cái pháp nào mà làm chủ sinh già bệnh chết thì cái pháp đó mình chưa biết. Người ta bảo mình niệm Phật để cầu giảng sanh, để được sanh lên cực lạc, thì mình hay vậy, mình cũng cố gắng mình tập tu để mình niệm. Nhưng mà biết có quả cực lạc thật hay không thì chắc có ai đã đi tới đó mà về. Cho nên mình chỉ người ta dạy sao mình tin vậy. Rồi có người dạy mình bỏ niệm thần chú nó sẽ được cái này hoặc được cái kia, mình cũng cố gắng mình niệm những câu chú như chú Bạch Y Đại Sĩ, như chú Quan Thế Âm đó, để cứu khổ cứu nạn cho mình thoát ra tai nạn này kia. Thì mình cũng ráng, để bị đời mà nó có nhiều cái khổ, bệnh khổ rồi tai nạn, thì mình muốn cho nó thoát nạn thì mình phải cố gắng mình tập luyện tu tập những cái thần chú đó, để cho có cái lực quay lực của thần chú gia hộ cho mình thoát ra những cái tai nạn bệnh tật. Thì mình cố gắng. Nhưng mà những cái điều đó hoàn toàn nó nằm trong cái tha lực, chứ không phải tự lực. Còn ở đây á, mình tự lực. Bây giờ đầu thầy nhức nè, thầy mới, bây giờ mình tự lực để đẩy lui cái đau đầu của mình ra. Tâm bất động thanh thản là vô sự. Hôm qua cái đầu không đau, bữa nay đau, mặt người ta không sợ đặt ở chỗ tâm bất động. Mình nhắc nhở cái ý chí của mình cho nó vững mạnh, thì nó đau mặt nó đau, thì mình cứ chấp ý tâm bất động thanh thản. Rồi mình im lặng, mình sẽ im lặng thì mình thấy hơi thở ra. Khi nào mà mình chỉ còn duy nhất hơi thở mà không thấy đau đầu là cái bệnh đau đầu đã đi mất rồi. Chỉ ôm chặt là cái bệnh đau đầu đi mất rồi. Con không thấy nó hay như vậy. Nhưng mà trước khi mình bị đau đó thì mình đã tập rồi. Mình tập ở trong cái tâm bất động đó. Mà muốn trong ở được ở trong tâm bất động á, thì mấy con phải tập liền ở trong gia đình của mình. Mọi cái đều là ly dục để ăn pháp, ai nói gì cũng không giận, không buồn, không phiền hết. Thấy tròn nhân quả. Chuyện xảy ra cho mình buồn, phiền, giận, ngờn, lo lắng, ham á, đều là nhân quả hết. Cho nên do mình thấy nhân quả đúng á, thì mình xả ra hết. Mà mình xả ra hết thì cái trạng thái tâm mình thanh thản, an lạc vô sự. Mà khi nó thanh thản, lạc vô sự rồi thì mình vào ở trong một cái thất nơi yên tịnh, không tiếp giao ai để mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình cho nó thanh tịnh hoàn toàn. Khi mắt tai mũi miệng thân ý của mình phòng hộ được rồi thì cái hiện tượng mà thầy nói tâm bất động nó rõ ràng rồi. Ngồi đâu nó yên lặng, không bao giờ nó phóng ra ngoài, ai nói gì nói, nó không lưu ý bên ngoài một cái điều gì, thì nó lúc đó là lúc mình sắp sửa chứng đạo. Lúc sắp sửa chứng đạo thì mình sẽ xin một vị thầy cho mình một cái thoát, mình ở riêng, mình không ở chung với bất cứ một người. Rồi đúng giờ thì mình đi ôn bát ra, mình khất thực, mình qua cái sự quay nghi tế hạnh, người ta dạy cho mình đến một sớt bát như thế nào, mình ăn uống như thế nào, để cho cái tâm mình nó ở chỗ nào. Chớ không được mà ra đó còn đi lựa bữa nay canh hoặc là rau ăn cái này cho bổ nữa thì cái này không được. Được, còn không giận, còn lo nghĩ cho ăn uống thì không được. Người ta dạy cho mình cách thức quay nghi. Từ bước ra thì mình phải giữ cái tâm bất động mình như thế nào, đến khi mình sớt cơm mình giữ cái tâm bất động ở chỗ cái hành động mình như thế nào. Người ta dạy đến cái mức độ mà luôn luôn cái tâm bất động của mình trong những cái hành động của mình. Khi mình giữ trọn hết rồi thì trong vòng 7 ngày đêm thì chứng đạo. Chứng đạo không phải là mình phóng hào quang tàn hình biến quá, mà chứng đạo có nghĩa là mình làm chủ được cái sống chết của mình.
mình muốn chết hồi nào thì mình bảo hơi thở tình chỉ ngưng là nó sẽ ngưng ngay. Cái đầu tiên mà một cái người mà có đủ cái nội lực của ý thức được rồi thì người ta thử, người ta trắc nghiệm trên cái mức độ tu, người ta bảo hơi thở tình chỉ ngưng thì người ta giữ cái tâm yên lặng thì người ta cảm nhận thấy hơi thở bắt đầu thở chậm nhẹ dần dần rồi mất, không còn có nữa. Rồi bắt đầu mà người ta trắc nghiệm thì người ta nhờ một vài người khi mà ở trạng thái mà không thở rồi, người ta vẫn thấy an ổn chứ người ta không thấy có gì, vẫn ngồi bất động bình thường như vậy mà hơi thở không thở. Thì người ta bảo là trong những cái giờ phút đó đó, có người nào thân mình mình dặn đến khi mà thầy nhập định rồi thì con đến con thử coi cái hơi thở có thở không. Đúng là kê luôn mũi là không bao giờ thấy hơi thở, mất tiêu hơi thở luôn. Nhưng mà da mặt vẫn hồng hào chứ không phải xanh, cái cơ thể rờ thì còn ấm chứ không phải lạnh, nhưng mà rờ tim thì không có đập, là mạch máu không nhãn, nhưng mà nhiệt độ trong người còn. Thấy hay chỗ đó, thấy hay chỗ đó, nghĩa là tim rờ thì không thấy đập nữa, mà mạch máu để chỗ tay về mình để chỗ tay về mình thấy nó nhảy chứ, còn này không nhảy, đứng hết, toàn bộ cơ thể đứng hết, hơi thở dừng là đứng hết á, nhưng mà cái nhiệt độ mà trong người của mình không hết. Còn cái người chết lại không thở, lại là cái nhiệt độ mất. Cho nên cái người chết mình rờ lại ngắt à. Có phải mấy con mà có đi đám ma đồ mà có tẩn niệm người chết đó mấy con biết, rờ cái thay mà cái người chết họ lấy ngắt à. Còn cái người mà nhập định á, người ta không thở, mà cái thân của người ta ấm. Cho nên người ta có thể ngồi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng không ăn uống, không chết nữa. Đỉnh mà, để cái nhập định chứ đâu phải là cái thường đâu. Có khi mà nhập định như vậy đó thì mấy con biết khi mà người ta ngồi thiền nhập định như vậy thì nó không phải bình thường như mình ngồi vậy đâu mà người khác lợi rờ vai rờ chân mình được đâu. À, khi mà người ta nhập định vậy thì cái tư trường của định lực đó, nó cũng như một cái lồng kiến. Mấy con đi ví dụ như bây giờ cái sức định của thầy nó còn ít, ví dụ như nó cái sức định của thầy nó chỉ một ngày thôi thì coi như là khoảng cách của thầy thì cỡ chừng hai thước, mấy con đi gần tới thầy cách hai thước mà mấy con đứng lại chứ mấy con vô không được, vô sát thầy không được, nó vô hình mà mấy con đi không được, nó như có cái lồng kiến thấy không, thầy ngồi ở trong một cái lồng kiến, cái lồng của từ trường định. Chứ không phải nói định mà mấy con muốn lợi trời đầu người ta được đâu, không phải chuyện, nói chuyện dễ. Mà nếu mà cái sức định của thầy á, mà cái sức định của thầy á, nó có thể ngồi 7 tháng hay 6 tháng á, thì mấy con chỉ còn đứng ngoài sân kia chứ mấy con vô cái nhà này được đâu. Cái từ trường định á, nó cũng là bảo vệ cho nên cột, beo, dây, gấu, rắn, rít, kiến đồ vô cũng không có được. Chứ không phải là nó nói chuyện mấy con không, mà cả con kiến chung vô cũng không được nữa. Nó làm như khích khao vậy nè, nó không có còn kẻ hở cho con tí gì chui vô được. Thôi đây nói cái từ trường của định của ta. Cho nên khi mà người ta ngồi vậy chứ cái thân người ta phóng từ trường. Bây giờ mấy con ngồi mấy con chưa có tu gì hết thì cái từ trường của cái tâm thân khi mấy con vẫn phóng ra. Tại sao vậy? Tại vì nó phóng ra cho nên khi người ta vừa nói cái từ trường người ta vừa nói phát ra cái lời trái ý mình cái mình sân lên liền à. Bây giờ nó tiếp, nó tương ưng, nó tiếp nhau liền, cái nó giận liền à. Còn cái từ trường thiện mà người ta phóng ra, cho nên vì vậy một cái người mà từng ví dụ ác phá xả tâm thì cái từ trường thiện nó phóng ra. Cho nên do đó một cái người mà từ trường ác họ đụng vô cái từ thiện để nó bật ra liền, cho nên họ không có giận. Còn mấy con không tập thì từ trường thiện không có, cho nên từ trường ác nó tương ưng, nó hút nhau. Nó hút nhau thành mấy con giận mau lắm. Các bạn thấy nó thực tế, nó khoa học ấy. Chứ nó đâu phải là không đâu. Cho nên thầy nó sống thiện sao mà ác pháp luôn được. Nó làm không có làm tâm mình động được. Cho nên cứ nỗ lực tu mình thấy giải thoát thật sự. Giải thoát cái đời sống của mình. Đời có gì đâu, mấy con chết mấy con không mang ra gì hết. Bỏ hết mấy con. Không có cái gì mà được mà mấy con mang. Dù có thương cha mẹ, cái gì mấy con cũng không chết hai là bệnh hai cha mẹ. Thì mấy con thương cha mẹ thì đi rước bác sĩ lo thuốc thang rồi chăm sóc cho cha mẹ mình thôi. Cũng như cha mẹ thương con thì chỉ chăm sóc con cái thôi.
Còn cái đau hoặc cái khổ sở thì con cái mình tự chịu lấy, chứ không ai chịu lấy được. Đó là nhân quả của người nào phải chịu lấy người đó, không phải không ai chịu lấy được. Cho nên trong cái sự tu tập là cái sự cứu khổ mà. Cho nên cha mẹ mà nghe nói con đi tu mà cản thì hỏi như thế này nè, hỏi khi mà con đau ba mẹ có đau thế gì con được không? Con đi tu đâu có phải là con vô chùa con cầu khẩn phù hộ cho con mạnh giỏi đâu, con không có mê tín ra đâu, mà con tập luyện để con làm chủ được cái bệnh, khi thân con có bệnh con đẩy lui ra để con không khổ. Chứ thử hỏi đau nhức cái đầu này khổ không, hay đau cái bụng này khổ không? Khổ chứ, đau bệnh đau là khổ chứ đâu phải là không khổ. Vì già yếu lụm cụm ai giúp đỡ cho mình, rồi phải có con cái phải đi theo, phải dịnh, phải đỡ, phải này kia, muốn ngồi lên ngồi xuống, phải có người giúp đỡ. Vừa mình khổ mà vừa những người khác giúp đỡ mình là khổ. Cái khổ này là khổ của người già, còn bệnh khổ là hẳn rồi. Nếu mà bây giờ bản thân mình nằm ở đây nè, về vệ sinh thì con cháu phải ẵm bồng mình, quá khổ. Ăn uống bây giờ bán thân rồi, không có cầm cái muỗng mà múc cơm ăn được nữa, thì con cháu của mình nó phải múc từng muỗng cơm bỏ vô mình ăn. Các con thấy khổ không? Thì cái khổ này ai chịu cho mình đây? Mà tại sao lại cha mẹ không cho mình đi tu? Hỏi cha mẹ có chịu cái khổ này không? Con bây giờ ví dụ như con bây giờ cái thân của con nè, nó bán thân, nó nằm xuống nè, bây giờ cha mẹ có bán thân giùm con được không? Hay là con phải chịu? Rồi bây giờ nếu mà con có vợ con á, thì nó ẩm bồng, còn không có thì cha mẹ bỏ con được không? Ai khổ? Con khổ, cha mẹ khổ. Còn con đi tu là con làm chủ được những cái đau khổ này, sao lại cản con? Thì cha mẹ nỡ nào cả. Có đau thế được thì con ở nhà, không đau thế được thì cho con quay. Thành ra cha mẹ phải chấp nhận thôi, phải không? Phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái nỗi khổ của mấy con là mấy con đều có thân người, là mấy con có khổ. Bữa nay không đau chứ ngày mai đau. Mà bữa nay mấy con chưa già, chứ ngày mai, ngày mốt, tương lai mấy con sẽ trở thành ông già, bà già. Và già khổ đó mấy con. Các con có thấy những bà già lụm cụm không? Các con có thấy những cái bà, cái người già mà người ta mỗi khi mà mưa gió, lạnh lẽo, trời thay đổi, từ cái khúc xương họ đau nhất ở trong đó, mấy con có biết không? Tuổi thanh niên mấy con chưa biết đâu, chứ mấy ông già bà già là khổ lắm đâu. Ta nói già khổ mà, nó đâu để cái thân yên đâu. Trời mưa vậy nó cứ nhức cái từng khúc xương. Trời đất ơi, mắc mớ gì nó. Bổ mấy ông già bà già điên đi ra mưa nha. Nhưng mà thời tiết thay đổi là cái cơ thể nó ảnh hưởng rất lớn. Nó khổ ghê lắm nha các. Cho nên trong cuộc đời thầy nói được gặp được chánh pháp, mà chánh pháp là cái phương pháp để mình tự làm chủ lấy sanh già bệnh chết. Như hồi nãy thầy nói sanh là cuộc sống hàng ngày, mà mấy con biết được nhân quả, tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết mấy con được nhân quả, thì mấy con xả cuộc sống của mấy con không còn đau khổ, không giận hờn, không tham muốn. Mình cũng đem sức của mình ra làm có được. Nếu mà cái phước của mình có được, mình làm tiền nhiều thì mình giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội, chứ không phải là làm nữa cho mình làm giàu, làm có để ích kỷ bỏng sẻ cho mình làm giàu có. Để làm gì? Chết có mang theo được đồng nào không? Có những người mà cả có tỷ phú vậy, giàu có vậy mà vẫn cố gắng làm ra tiền chi, đem tiền đó mà bố thí cho những người nghèo khổ, giúp đỡ cho người ta. Nó phải có lợi ích hơn chứ, không đấy. Giúp cho những người người ta bất hạnh, người ta không có đủ cơm ăn áo mặc. Trong xã hội chúng ta rất nhiều người thiếu phước, mà mình có phước, mình gặp may mắn, mình được học hành, mình đến nơi đến chốn, mình có công ăn việc làm, mình có tiền có bạc, thì mình hãy san sẻ cho những người bất hạnh trong xã hội để họ cùng sống. Và trong khi mình san sẻ như vậy đó, thì cái cuộc sống của mình tại sao mình lại hưởng được những cái phước báo đó? Tại vì mình biết san sẻ, mình biết bố thí, cho nên mình mới hưởng được cái điều đó. Còn những người ích kỷ bỏng sẻ là thầy nói người đó sẽ nghèo. Bây giờ cái ông đó bây giờ có hàng tỷ bạc, nhưng mà ông rất bỏng sẻ ích kỷ. Trời, ông cha ông để lại cho ông hưởng cái gia tài quá lớn, nhưng mà ông dám cho ai hết. Mai mốt một trận bão lụt, hoặc là một cái cơn quả hoạn là thiêu rụi hết, ổng trở thành hai tay trắng đó mấy con. Nó chưa tới cái nhân quả đó, chứ tới nhân quả đó thì ổng còn hai tay trắng, cũng nghèo cũng như một người nghèo, thật nghèo.
chứ không phải nói mình bảo vệ được của cải đâu. Chỉ có cái đức hàm, cái niết bố thí của mình thì mới bảo vệ được của cải tài sản của mình. Cho nên trong cái cuộc đời của mấy con hiện giờ, mấy con còn trẻ khỏe, mấy con còn tiếp giao bạn bè rồi những người thân của mình, nhưng phải nghĩ một ngày nào đó nếu mình không tự tu tập thì chắc chắn mình phải đi trên bốn sự đau khổ của kiếp người: sanh, già, bệnh, chết. Bốn cái này không phải. Bởi vì mục đích của đạo Phật, khi Đức Phật nghĩ tu là cái mục đích nhắm vào bốn cái đau khổ này để giải quyết. Các con nghe lịch sử của Đức Phật phải không? Khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ đó, đương là một thái tử, đương là một người mà đầy đủ giàu sang uy quyền, thế mà khắc khoải trong lòng của mình làm sao bây giờ đây, bốn sự đau khổ này làm sao đây. Cho nên đành bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha mình, bỏ cung vàng điện ngọc, đi vào rừng núi để giải quyết bốn sự đau khổ. Mục đích của đạo Phật quá thật mấy con, nhắm vào bốn sự đau khổ này để giải quyết. Mà khi mà giải quyết được rồi thì Đức Phật mới đem ra truyền dạy cho chúng ta. Vậy mà truyền dạy cho chúng ta hiện giờ thì biết bao nhiêu cái giáo pháp khác nó đẩy lên, làm chúng ta không biết đường làm sao mà làm chủ sinh già mình chết đây. Tôi đẻ ra, ví dụ như mấy con thấy quán không tình độ, đẻ ra niệm Phật để cầu giảng sanh cực lạc, có một cái cõi thế giới cực lạc ở đâu đó hạnh phúc lắm. Lên đó muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn hồi nào cái gì có. Vàng thì lót ở ngoài đàn, ở chỗ nào cũng đầy vàng hết. Còn hàng rào thì âm nhạc, thôi lúc nào nó cũng ca hát, cũng như là mấy cái chỗ karaoke. Đời sống dục lạc ghê gốm, nghe cái cõi lục cực lạc đó, thật sự là dục lạc ghê. Thật sự ra nó diễn tả cái kiểu tưởng tượng ra nơi đó là đầy đủ để chúng ta tham dục cho chúng ta càng lớn hơn, để chúng ta ráng niệm Phật để được trở về đó. Đó là cảnh tưởng tượng chứ làm sao cảnh Phật có cảnh dục lạc như vậy mấy con. Mày nói tôi cõi Phật mà sao mà đờn ca suốt ngày như vậy. Tôi muốn ăn gì ăn, muốn ngủ gì ngủ à, cái gì cũng có hết à. Muốn ăn thì tự nó quá ra cái mâm cơm đầy đủ thực phẩm, muốn cái gì cũng đầy hết. Thời đất ơi, như vậy là dục lạc quá hơn thế gian. Thế gian muốn ăn phải cực khổ, còn ở đó không có cực. Các bạn thấy không? Như vậy là rõ ràng người ta diễn tả cái cõi giới đó để thỏa mãn cái lòng dục của con người, chứ đâu phải là có thật cõi đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật là dạy chúng ta ăn ngàn bữa, xả hết cái thế gian đi, ăn cho nhiều luôn, càng bệnh tật nhiều chứ làm gì. Đó, do đó cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng trong cuộc sống tu hành của đạo Phật, mình muốn đi vào cảnh giới Phật thì ít nhất mình phải sống như trong cảnh giới Phật. Mình phải sống như Phật. Bây giờ ông Phật bỏ hết của cải tài sản hết rồi, ông đi vô hộ Bồ Đề, ông có nhà cửa gì hết, ôm mình bác tới giờ trưa, ôm bác đi xin ăn, ông còn của cải này. Thì mình muốn làm Phật thì mình phải sống vậy chứ sao. Sống y như Phật mới được chứ. Mà sống y như Phật thì Đức Phật mới gọi là niệm Phật. Còn mình không sống như Phật mà mình niệm Phật thì nó sai mất rồi. Cứ niệm tên ông Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ông Phật Di Đà mà có thật ông cũng tức nữa. Tao mất mớ gì mày, mày cứ kêu cái tên tao hoài, không phải không mày không? Cho nên vì vậy á, thật sự ra mình bây giờ như thầy bây giờ có cái tên là Thông Lạc, mà cái thằng đó nó cứ nó tối ngày nó kêu Thông Lạc, Thông Lạc hoài trời đất. Tao mất mớ gì mày kêu tao. Cho nên không phải niệm mà cứu khổ được, mà bằng cách là mình phải sống như, cũng như bây giờ thầy sống ngày một bữa, thầy sống hai chữ thầy không giận, là mình bắt chước mình sống như vậy đó, gọi là niệm thầy không giận. Các con hiểu chưa? Cứ niệm cái tên trong mình chắc chắn là thầy cũng bực mình. Đó là cái lối sống cho đúng cách, gọi là đúng hành. Cho nên trong tứ bất ngoại tình pháp của Phật dạy đó, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Bây giờ niệm Phật sống như Phật thì, nếu mà sống như Phật thì phải sống như giới luật rồi, thì đâu cần gì phải niệm giới, phải không mấy con thấy không? Sống như Phật thì coi như là sống như pháp rồi, cần gì phải là phải tu. Bởi vì mình sống như Phật rồi đâu cần gì phải tu pháp, phải không? Mà mình sống như Phật thì chúng tánh tăng phải yên như Phật rồi, thì cần gì mà phải niệm tăng. Mà giới luật của Phật thì Phật đã sống như vậy rồi, thì giới luật rồi thì còn gì mà niệm giới. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm pháp, niệm tăng, niệm giới đủ. Niệm một cái là đủ hết mọi cái. Mấy con thấy chưa? Chứ đâu phải là nói bốn
pháp mà mình phải niệm, từ niệm Phật rồi mới tới niệm pháp, rồi niệm tăng, rồi mới tới niệm giới. Đâu có điều đó đâu. Niệm một cái là đầy đủ hết bốn cái. Cũng như thầy nói, cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta mà phải hành ngày cái siêng năng là cái pháp tứ tính cần. Tứ tính cần có nghĩa là bốn sự chuyên cần, nhưng chúng ta chỉ cần chuyên cần một pháp là đủ bốn pháp. Đức Phật dạy ngăn ác, diệt ác, rồi sanh thiện, tăng trưởng thiện. Mà khi ngăn ác thì đã ngăn nó thì nó không còn phát triển được, là diệt chứ gì. Không thể ngăn mà đâu có cho nó phát triển ra được thì nó là bị diệt rồi. Mà diệt rồi thì nó phải ở trong thiện pháp chứ sao, chứ thầy có cần phải tăng thiện pháp đâu, phải không? Đâu cần sanh ra thiện pháp đâu. Ngăn một cái pháp ác, người ta chửi mình không giận thì ngay đó là mình đã diệt cái sanh của mình rồi. Mà diệt cái sanh của mình rồi thì phải có sự thương yêu chính mình chứ có sao. Chứ không lẽ mình diệt cái sanh mình ghét người ta nữa thì làm sao mà gọi là diệt sanh. Các bạn thấy không? Cho nên mình không cần sanh thiện mà không cần tăng trưởng thiện nó vẫn có thiện. Bởi vì nếu mà ngoài cái lòng thương yêu mà để diệt cái tâm sanh thì không bao giờ có. Cho nên mình diệt cái tâm sanh là phải do cái lòng thương yêu. Cho nên thương yêu là thiện pháp. Đó được chưa? Cho nên mình chỉ cần ngăn nó một cái là nó thực hiện được cái lòng thương yêu của chúng ta liền. Cho nên mình một cái pháp tu thôi, ngăn ác là nó sẽ có diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện đủ. Tu một pháp thôi, người ta chửi mình, ngăn không cho tâm mình giận thì ngay đó là thiện pháp nó tăng trưởng thiện, giải thoát liền. Các bạn thấy chưa? Cho nên vì vậy mà cái phương pháp ngăn thì Đức Phật dạy cho mình có một niệm khởi, có một cái điều kiện khởi, có một cái ác pháp tác động vào mình, đây là nhân quả, không có gì mà phải giận hờn, chỉ cần tác ý như đó là cái tâm mình nó im re, nó không có giận nữa. Các con nhớ có cái chuyện gì xảy ra, đây là nhân quả, mà chỉ nhắc nó là nhân quả, không bắt đầu nó không giận. Mặc dù là trong gia đình của mình vợ con hoặc người này người kia nói vậy nói khác làm cho mình bực mình, nhưng mà nó đầy nhân quả, mình đã nợ phải trả, không gì mà phải giận hờn. Thấy êm re, không có gì mà giận hờn, không gì cãi cọ, không gì mà la lối hết. Chứ như vậy là rõ ràng là giải thoát chứ. Các con thấy ngay cái chỗ đó chỉ cần mình đáp ý một chút xíu thôi, đây là nhân quả. Cho nhanh chóng, chứ còn mình để chậm chậm đó, nó tác động nhanh lắm. Cho nên tác ý ngay liền, đây là nhân quả. Tác ý nhiều đó là đủ cái tâm sanh của mình nó dần xuống liền tức đó. Nó dừng lại liền tức đó. Cho nên mấy con biết tất cả áp dụng liền thì đời sống mấy con giải thoát liền, không có gì khổ hết. Đó là thầy nói cái chuyện mà mấy con còn sống ở trong gia đình. Còn bây giờ các con vô trong một cái chùa, cái nơi nào, cái thất chúng con tu thì cái pháp như lý nó cũng cần lắm mấy con. Bởi vì từng cái niệm mấy con thử ra mà, từng cái niệm mấy con thử ra nó sẽ, thì mấy con cũng phải tác ý thôi. Khi mà cái niệm khởi ra, các con nhắc tâm bất động, ở đây không phải là chủ động mình nhào vô, thì nó sẽ im re mà, nó không có còn khởi nghiệp nữa. Rồi bắt đầu mình ngồi im một lúc, cái nó nhảy ra nữa, tâm bất động. Rồi bắt đầu nó im lặng hơi, cái bắt đầu nó lặng xuống ngủ, ầm phải tỉnh nha. Không tỉnh là tao đi thân thân niệm cho mày chết, mày ở đó mày buồn ngủ. Rồi bắt đầu thấy nó không có nghe lời mình, ôm pháp thân thân niệm, nó con đi một vòng, hai vòng, thấy nó hết buồn ngủ rồi, ngồi lại coi thứ con này còn buồn ngủ không, nó không dám ngủ rồi. Nó sợ đi mỏi chân, nó đi mất không, nó khôn lắm, cái tâm nó khôn lắm. Mấy con cứ ôm pháp thân hình niệm, mấy con đi vòng vòng mấy con tắt ý hơn, nó tỉnh bờ tầm hồi lại thứ con này còn buồn ngủ không, cái nó hết thì mình ngồi tâm, cái tao điên gì tao đi cho cực thân. Có phải không mấy con? Bởi vì mình có phương pháp để đối trị nó thôi, mà đối trị nó được giải thoát thì mình ngồi lại mình chơi chứ điên gì mà mình đi cho nó cực. Nhưng mà mày rớ tới mà tao thấy mày lừ đừ là cái mình biết liền. Thật ra khi mình tu tập rồi coi vậy chứ mình thấy rõ ràng cái tâm nó sợ, nó sợ pháp thân mình, nó không dám buồn hụt, mà nó sợ vọng tưởng, nó sợ mình tắc ý, nó cũng không dám vô. Tu một thời gian sau tự nhiên cái tâm nó sợ mấy con. Mình bảo tâm bất động thanh thản làm vô sự, cái nó nghe lời im re, nó bất động, nó không nghĩ niệm gì hết, nó ngồi im, nó sợ rồi đó, biết nó đầu hàng rồi. Thì nếu mày không sợ thì mày ló đầu ra là tao tắc ý. Thì tao tắc ý mày cũng cục, mày đâu có ló được, tao có pháp mà, tao đừng sợ. Cho nên nó, cái tâm của mình nó hiện ra một cái tướng trạng nào đó, mình có phương pháp hết rồi, cho nên nó không dám.
Nhưng mấy con được chiều theo nó đấy con. Buồn ngủ mấy con chạy đi ngủ thì nó khoái. Nó lấy sổ mũi rồi ông này dẫn đi. Cho nên vì vậy mà nó có niệm thì mấy con đừng có, đừng có để nó tương tục cái niệm, nó kéo dài rồi niệm này niệm khác. Đừng tư duy là nó thôi để suy nghĩ chút, để cho mình biết. À, bây giờ nó khởi cái niệm, hồi đó đọc cuốn sách của thầy, thầy dạy cách thức tu vậy, nó khôn lắm đúng không? Nó nói mình suy nghĩ về cái phương pháp tu chứ phải mình vọng tưởng đâu. À, nhưng mà cái tâm mình nó dụ mình để rồi mình suy nghĩ cái pháp của thầy được thì nó sẽ suy nghĩ cái chuyện khác được. À, bây giờ suy nghĩ về chuyện gia đình của mình, mẹ mình như thế này cái kia, mình không dừng đâu, nó lý luận. Bây giờ cha mẹ là mình phải hiếu chứ. À, mình phải suy nghĩ cách mình giúp đỡ bà như thế nào này kia, nói nghe con hiếu hoàng dữ lắm. Nhưng nó gạt mấy con đó, cái tâm của mấy con nó khôn lắm. Còn cái người mà người ta biết, người ta tục ngay liền, nó được suy nghĩ. Giờ này không phải là được cái chỗ mà mày có suy nghĩ đi nữa thì mày có giúp được mẹ mày được cái gì không, mày làm được. Mày ở chỗ này là mày làm cái công việc của tâm bất động chứ không phải làm công việc hiếu hạnh. Còn mày muốn hiếu hạnh thì mình về thành phố đi. Có phải không mấy con? Mình phải khôn ngoan nó, mình phải lý luận dè dặt nó để mình chặt đứt cái những cái tâm niệm khôn ngoan của mình. Nó dễ lý luận, nó dễ làm cho mình sa ngã theo cái lý luận nó. Cho nên trong cuộc đời tu hành mình phải khéo léo và thiện xảo, có phương pháp, có cách thức áp dụng. Thì mới đầu thì mình đặt thành tế thời khóa để mình giữ gìn cái giờ giấc cho mình nghiêm chỉnh trong cái giờ. Ngoài giờ đó thì mình cho nó sống tự nhiên, chứ mình ép nó mà. Mình mới vào tu mình không có thời khóa, giờ nào mình cũng tu là sức của mình chịu không nổi, sức mình hào cũng không nổi. Cái sức lực của cái cơ thể của mình nó không có làm, nó không có làm sẻ đâu. Cho nên mình tập, bắt đầu mình mới vào tu, mình tập một ngày mình chia làm 4 thời, mỗi thời 1 giờ đồng hồ. Mỗi một thời buổi sáng, ví dụ buổi sáng con tu 7 giờ đến 8 giờ. Từ đó con nghỉ, con xả ra, con sống bình thường. À, con nghỉ trong 1 giờ đó để cho mình kiểm nghiệm từng cái niệm, từng cái hôn tầm tùy duyên của mình, ôm pháp mình dập trong cái giờ đó, để mình tập hoàn toàn là mình chủ động trong giờ đó. Sau đó mình trả lời. Khi mình tu tập một tuần lễ hoặc là nửa tháng, mình thấy mình làm chủ được trong mỗi giờ một buổi thì mình sẽ tăng dần lên, tăng dần lên 1:30 hoặc 2 giờ. Rồi từng đó mình tu một tháng sau thì mình tăng dần lên 2 giờ, lần lượt 2:30 và 3 giờ. Cứ tăng dần lên cho đến 3 giờ một buổi, mà 3 giờ trước trong một buổi mình làm chủ hoàn toàn, không còn tâm niệm, không còn hôn tầm tùy niên xen vào được nữa, thì bắt đầu phá vỡ cái thời khóa của mình luôn. Nghĩa là tu suốt ngày suốt đêm thôi, không cần thời khóa nữa. Lúc bây giờ là lúc làm Phật rồi. Còn hồi đó còn là chúng sanh, cho nên mình làm Phật từng giờ từng phút. Sau khi làm được rồi thì coi như là không còn giờ nào cũng làm Phật hết, chứ không làm chúng sanh nữa. Nó như vậy là mình sẽ tiến tới cái sự giải thoát, tập từ từ. Thành ra mấy con ở trong gia đình thì dùng tri kiến như thầy nói, nhân quả có nhiều đó thôi. Nhưng mà sau đó sắp xếp cho gia đình cho ổn thỏa, cha mẹ mà không chấp nhận cho mình đi tu thì mình cũng dùng những cái lời lẽ, mình cũng khuyên cha mẹ, cho cha mẹ biết con đi tu không phải là con khổ hạnh hoặc làm cái gì, nhưng mà con mục đích con đến đó tập luyện để con làm chủ sự sống chết của mình. Mà như thế nào bây giờ đặt thành vấn đề, như bà mẹ nói mày đi làm gì, làm ở đâu, mày ở xứ nào thì cũng được, mày đi ra ngoại quốc mày làm, mày đem tiền có tiền mày làm giàu làm có thì tao ở đâu tao cũng chấp nhận, chứ đi tu tao không chấp nhận. Thì mình sẽ thuyết phục cha mẹ mình, bây giờ đó con đi làm ở đâu, bất cứ ở chỗ nào thì cha mẹ cũng thấy rằng con đi làm là đúng, là con làm để con tự lực con sống là đúng, con trộm cắp tham lam thì cha mẹ mừng rồi, đó là đúng. Nhưng mà cái làm đó con dù có tiền bạc bao nhiêu đi nữa, mà khi thân con bệnh thì con mướn ai mà chịu bệnh thì con chắc không có người nào họ lại được chịu giùm. Bây giờ ba mẹ thương con thì ba mẹ cũng không chịu tha thế cái sự đau khổ của thân con được. Cho nên mục đích đi tu là cái mục đích là làm chủ được cái bệnh của con, làm chủ được sự sống chết của con. Cho nên con mới đi tu. Chứ ba mẹ mà cấm không cho đi tu thì ai chịu được sự đau khổ của con. Ví dụ bây giờ
nó sắp sửa, nó muốn tắt thở, nó muốn chết mà cũng đờm, nó chặn cổ con thở không được. Mà bây giờ con sắp sửa chết thì cha mẹ chỉ còn có lúc bây giờ chỉ còn có khóc mà thôi, chứ không có làm gì mà chết thế cho con được. Nhưng con đã tu tập thì bắt đầu con điều khiển cái thân của con á, con bảo thở là nó phải thở chứ nó không được nín thở, con sống. Đó là cái quyền của con sống chết ở trên cái thân của con. Do cái sự tu tập như vậy, ba mẹ thấy đó là lợi ích cho bản thân con. Và nếu mà con tu tập được rồi, con cũng về hướng dẫn ba mẹ phải luyện tập cách đó, để sau khi ba mẹ còn muốn sống với các con thì ba mẹ không có cho nó chết. Còn ba mẹ muốn chết, nói bây giờ mấy con súng lại, hôm nay ba mẹ già rồi, ba mẹ muốn chết, à, các con chuẩn bị hồn rương hay cái gì đàng hoàng, ba mẹ bây giờ ba sẽ tài hồn vào ở trong cái hồn này, các con khỏi có khiên bỏ trong đi, ba sẽ vô trong ba nằm rồi đó, ba hô ba tắt thở, thì mấy con đẩy nắp lại, rồi khiên ra ngoài kia lắp đất lại, có phải dễ dàng không, để rồi mấy con phải cực khổ. Nó như vậy là rõ ràng là làm chủ được cái sự sống chết. Vậy thì ba mẹ vui lòng cho con đi tập. Con tập tu đâu có lâu đâu. Ba mẹ biết rằng từ nhỏ mà chỉ lớn con đi học cho đến đại học, con phải trải qua bao nhiêu năm tháng học để trở thành con người có kiến thức. À, tiểu học bao nhiêu năm, trung học bao nhiêu năm, rồi lên đại học bao nhiêu năm. Còn bây giờ đi tu có 7 tháng à, còn cao lắm mà con có dở đi nữa là 7 năm. Trời đất ơi, 7 năm mà con làm chủ được sống chết không phải cái thời gian ngắn sao? Đó là cái thời gian mà cuối cùng của cái phương pháp tu để làm chủ có 7 năm à. Chứ còn một người mà đã quyết tâm tu thì người ta 7 tháng người ta làm chủ, người ta làm chủ được sự sống chết rồi đó. Phật pháp nó có cái thời gian quyết định của nó chứ đâu phải là nó tu vô lượng kiếp như đại thừa đâu. Trời ơi, tu vô lượng kiếp tôi không biết tu kiếp nào mà tôi làm chủ. Cho nên cái mà nói tu vô lượng kiếp là mấy người chưa có nắm được pháp, nói lu bù, nói lung tung, nói không đúng. Còn Phật pháp xác định rõ cho chúng ta biết rằng tứ niệm xứ nó xác định rất rõ cái phương pháp tu chúng ta ở trên tứ niệm xứ, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bây giờ mà mấy con vào tu để mà bước vào được tứ niệm xứ là tính cái ngày đầu tiên mấy con vào, thì bắt đầu từ đó thầy mới dạy các con từ nhân quả. À, cách thức tu tập để xả tâm mà lý dụng giáo pháp mà lần được trong một năm hai năm mấy con xả tâm được rồi thì thầy dạy mấy con cách thức ngăn ác diệt ác tâm thiện tăng trưởng thiện như thế nào rồi, rồi lần ngược thầy mới dạy trên tứ niệm xứ mấy con quán tâm bất động thanh tạng an lạc như thế nào. Thì trong suốt cái thời gian đó đó thì các con thấy học tập về mà lý dụng giáo pháp thì nó chỉ có 6 năm để học tập để triển khai chi kiến mấy con hiểu về đạo đức nhân bản nhân quả. Sau khi 6 năm đó vừa học mà vừa xả, cho nên tâm mấy con chỉ 6 năm nó thanh tịnh, còn lại 1 năm cuối cùng. 1 năm cuối cùng đó là năm thứ 7. Năm thứ 7 đó người ta dạy suốt mấy con giữ tâm bất động mấy con trong 7 tháng, chứ chưa phải chọn 1 năm đâu. Trong 7 tháng mấy con đạt được tâm bất động thì mấy con sẽ chứng đạo ở trong cái năm thứ 7 chứ đâu phải. Mà chứng đạo ở trong có 7 ngày mấy con kéo dài cái trạng thái bất động đó là mấy con chứng đạo. Mà nó chỉ nằm ở trong cái năm cuối cùng là 7 tháng, dưới 7 ngày là mấy con chứng đạo rồi. À, coi như là nói 7 năm, cái sự thật ra nó có 6 năm dưới mấy tháng mà thôi. Nó đâu phải lâu đâu. Mà làm chủ được học tu như vậy, mà làm chủ được sự sống chết như vậy, thầy thấy nó quá tuyệt vời. Mấy con biết không, khi mà 6 năm đó, vào người ta dạy với con học cái lớp chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè. Người ta dạy mấy con thông suốt tất cả những cái này thuộc về nhân quả. Để làm gì mấy con thông suốt rồi, ra ai chữ mắng gì làm gì mấy con không giận hết. Đấy, cái đầu của mấy con bây giờ toàn là Phật pháp ở trong thông à. Nó đâu còn là những cái đầu thế tục. Bây giờ cái sự hiểu biết của mấy con là thầy nói cái đầu thế tục. Còn khi mà thầy cho mấy con học từ chánh lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng á, khi đó tất cả những sự học của Phật pháp á, thì cái đầu của mấy con là cái đầu Phật pháp. Cho nên ai nói gì mấy con không giận hờn nữa hết. Đem vàng bạc của báo cho mấy con không ham nữa. Không, thấy chưa, cái đầu Phật pháp nó không ham vàng đâu. Nhưng vì cái duyên nó chưa đủ cho nên thầy vì vậy mà thầy chưa có mở lớp. Chưa có mở lớp. Lúc thầy mở cái lớp chính kiến thầy mới dạy có mấy tháng à.
Nhưng nó có nhiều cái sự kiện làm cho thầy phải đóng cửa, tiếc lắm. Ở mà hiện giờ mà cái số người mà được mà thầy mở lớp học mà tới tới bây giờ đó, lúc đó thầy còn khỏe lắm. Mà thầy mở lớp học tới bây giờ thì cái số người mà chứng quả là rất đông. Bởi vì bây giờ thầy vô giải với con tu tập đó, làm mấy con bị mất những cái lớp học, cái lớp triển khai cái tri kiến mấy con không có. Đọc sách nó không đủ để triển khai cái tri kiến của mấy con đâu. Các con hiểu không? Mặc dù sách của thầy tuy có viết nhưng nó làm sao đủ mấy con. Cái lớp mà chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng dạy mấy con là chánh kiến, là cái sự nhìn thấy ngoại vật nó như thế nào gọi là chánh kiến. Rồi chánh tư duy tức là suy nghĩ như thế nào gọi là chánh tư duy, suy nghĩ như thế nào gọi là tà tư duy. Cái dạy mình nó phân rõ bên tà bên chánh rõ ràng. Rồi chánh ngữ, cái lời nói của mình như thế nào gọi là chánh ngữ, và cái lời nói như thế nào gọi là tà ngữ. Nói cái lời nói mà làm cho người khác buồn là tà ngữ. Nói cái lời nói không ôn tồn nhã nhặn nhẹ nhàng là tà ngữ. Nói to tiếng chút là tà ngữ, đúng không? Cho nên người ta dạy về ngôn ngữ của mình cách thức, rồi người ta dạy về chánh nghiệp là dạy về cái sự sống hàng ngày, cái hành động sống của mấy con. Đi ra nhổ cỏ làm cỏ hoặc là nước ra như thế nào, cái hành động gọi là chánh nghiệp. Nó không làm đau khổ chúng sanh. Bước đi biết cách thức tỉnh giác như thế nào để mà tránh không đạp lên con kiến, con trùng. Nhổ cây cỏ hoặc làm cái gì đều là có ở trên cái chánh nghiệp. Nhổ cây cỏ như vậy cây cỏ có đau đớn không? Mấy con tự hỏi mà. Thì chết chấp của cây cỏ có đau khổ không? Mấy con tự hỏi để rồi mấy con mới thấy được cái chánh niệm của cái hành động của chánh nghiệp của mấy con. Cái hành động làm đó đem đến sự đau khổ của người khác, nó không phải là chánh niệm. Cầm cái chổi quét mà quét đùa quét đại bao nhiêu con kiến bò lăn bò nhào, con thì gãi giò gãi cẳng, cái đó đâu phải là chánh nghiệp. Chánh nghiệp cầm cái chổi quét nhẹ nhàng, khi chỗ nào có kiến thì chỗ đó không quét. Rồi lần ngược, tại sao mà chỗ này lại có kiến ở? Mấy con phải có cái tính tư duy cái gì, mấy con phải suy tư nha. Tại sao kiến lại bò vô cái này? Chắc chắn chỗ này phải có những cái món ăn. Mấy con phải hiểu vậy. Phải nơi chỗ này phải có một cái vị trí mà có thể loài kiến có thể làm ổ ở, cho nên nó mới tìm đến đây. Do đó mình muốn cho chúng không ở chỗ đó thì mình phải lao cho sạch sẽ chỗ đó bằng cách, ví dụ như nó bò lãng lên chỗ này như vậy thì không phải là lúc nào nó cũng bò lãng lên. Chúng ta là những người mà ngồi chờ đợi để làm công việc này. Làm công việc này là tu ở trong cái chánh nghiệp, mấy con cầm một cái khăn lao thấm ướt đàng hoàng. Nhưng mà khi những con kiến mà nó chạy qua hết bên đây rồi thì mình lao đi thành sạch. Nó lại đây nó ngửi nó không còn cái mùi mà đồ ăn nữa thì nó nói chỗ này không có nữa, nó chạy chỗ khác. Thì nó chạy chỗ khác rồi thì nó chỗ đó nó tìm nó thấy nó không có ăn nữa, nó chạy chỗ khác, mình lại lao nữa. Thì tất cả những cái này mình lao sạch hết thì kiến nó không còn cái mùi thực phẩm mà nó đi tìm, nó không đến được. Còn mấy con để nó cái những cái loài kiến mà cái con gián hoặc là một con vật gì đó nó bay, nó bị chớp hoặc là nó phóng quế những cái chất dơ đó mà là kiến nó ăn cái đó mà nó bò vô. Cho nên vì vậy mà muốn cho nó đừng có ở trong nhà của mình không có gì người sạch sẽ. Thầy vào một cái nhà mấy con mà thầy có kiến mấy người này là cái nhà này là tét ba cái cơm gạo rất nhiều, cho nên kiến đi là kiến này tức là không vệ sinh. Cái phòng tắm của mấy con thấy người ta cứ nghĩ rằng mình ở trong nhà mình có cái phòng tắm có ai dọn tới không, nhưng mà chính bản thân mình phải vệ sinh cái phòng tắm của mình, cần vệ sinh nó sạch, rất sạch thì nó không có bị loài. Chứ còn không khéo nè, tóc tai nè, rồi cái gì bỏ tùm lum trong đó, ở ngoài này thì giờ thấy ngăn nắp lắm, nhưng mà trong những cái phòng vệ sinh này quá rồi. Cho nên tất cả mọi nơi đều là vệ sinh. Chúng ta là cái người không phải là cái người bận rộn mà cái người luôn rồi,
Cho nên chúng ta làm cái việc gì rất là chánh niệm, rất là chánh tư duy, có sự suy nghĩ, sống một cuộc sống của mình rất là tốt. Cho nên những cái lớp học từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh niệm, điều kiện hoàn toàn chúng ta hướng dẫn các bạn chúng ta rất là tốt. Cho cuộc sống của chúng ta để tạo cái môi trường của chúng ta rất tốt. Để chúng ta tu tập dễ dàng chứ không phải gì, bởi vì muốn cái tâm mà bất động. Muốn cái tâm bất động thì chúng ta phải có một cái đời sống ngang mắt, chứ không phải cái tâm bất động rồi bừa bãi. Sau khi chúng ta có cái đời sống ngang mắt rồi thì chúng ta cấm cửa thấp ở ngoài sân của chúng ta rất là nặng. Mặc dù những chiếc lá cây rớt xuống vẫn đẹp, không cần phải. Còn bừa bãi, ở bên đây cái xào, ở bên kia cái móc, ở bên nọ cái cây quăng qua cái nọ, vô cái thất hầu là mấy người đó không bao giờ đi được. Người ta nhìn vào cái thất ở đâu ra đó hết. Tìm hết đi. Chứ còn không kéo thì người ta nhìn vào cái thất. Ở chỗ này để phục lạc chỗ kia, để phục lạc thầy với mấy người. Bây giờ cánh cửa đó mà chúng ta muốn mở ra mà gió không đập thì ở dưới cánh cửa nó có cái chốt, tầng có người thợ họ đến họ khoan cái cửa kép đi đây, khoan có một cái lỗ, chúng ta chỉ cần nhận cái chốt cũng được làm sao cửa. Còn mình để mấy cục gạch kia, mình còn thấy cái này là một cái không, nó làm cho cái nhà của mình nó bừa bãi, nó không thành mặt nào. Gạch bên đây cục, bên kia cục, không làm gì, mình cửa kéo ra kéo gạch lại đó không được. Đó là cách thức không phải mà làm cái mục tiêu mà hiểu ở ngoài đời. Còn người ru mà ta phải tổ chức à, bây giờ cái cửa đó không có lỗ, cái lỗ mà đóng cái chốt luôn, thì phải nói với những người mà người ta làm công chuyện cho những cái thất, người ta sẽ đem qua đến người ta không, người ta làm giúp cho mình những cái điều kiện đó. Cho nên nhìn vào cái thất, chúng ta sang cái hàng ba của mình không thấy một cái gạch nào. Cái đôi dép thì ngay ngắn đàng hoàng, ra ngoài chiếc điện, ngoài chiếc điện kia. Còn đến đó là cái ngăn nắp của một người tu, mà chúng ta là những người tu cần phải học dựng cái ngăn nắp đó. Cho nên từng chút mà dạy thì cái lớp là cái kiến, cái tư duy, cái người, cái mạng, tất cả những cái lớp này đều được học. Thầy nghĩ rằng cần phải gần đây cần phải tổ chức, coi như cần phải tổ chức một lớp. Mặc dù thầy biết rằng cái lớp học mở ra rồi mà Phật tử thì người ta sẽ về đây, ta về Phật học, chứ không phải riêng mình tu mình học đâu, mà còn có Phật tử người ta về để người ta tham dự. Cái tuyên bố mà mình dạy thì mình phải tuyên bố cho người ta. Nó không phải những Phật tử ở thành phố mình không, mà cả ở miền Trung, miền Bắc họ vào, họ vào để họ học những cái lớp học đó, họ biết những cái lớp đó là rất rất cần thiết cho đời sống của họ mà. Cho nên họ chỉ vào. Vì vậy mà thầy chỉ mong sao mình có được một số người, các thầy, các cô hiện giờ đang tu đó, họ tu xong để mình có một cái đội giảng viên, cái đội giáo viên đó, để người này mà dạy tới cái giờ này thì mình có dạy tới giờ. Thì thầy thấy nó quá tuyệt vời. Còn bây giờ mình thầy mà tuổi 81 tuổi rồi mà chạy từ lớp 1 mà cho đến cái lớp thứ 8 nữa thì chắc chắn là sức khỏe còn có mà thấy sức khỏe là khó chứng nào này. Chạy đâu nổi, anh già gì mà thầy giáo già gì mà dạy dưới rồi. Cho nên vì vậy đó thì thầy cố gắng thầy đào tạo một cái số như vậy. Hiện giờ có một vị thầy họ cũng lớn tuổi rồi nhưng mà họ trình phải và bản khoảng độ chừng 70, họ kém thầy mấy tuổi nhưng họ đang nhập thất để hoàn toàn thực hiện được cái điều kiện làm chủ sự sống chết, tức là bây giờ họ đang nhập thất chính. Còn số người thì chưa được vì tâm còn phức lạc,
cho nên chưa cho vô. Chỉ có một người mà thầy mong rằng có một người còn hơn thì chưa có, mà được một người thì cảm biết thầy được hai người, có thêm được người, sao đấy cho nó thêm được một người cũ đây rồi, mà được người này ra thì thầy thấy đấy cũng may mắn. Rồi sau đó thì lại được thêm được vài ba người nữa, thì chừng khoảng đội chừng bốn người thì mình thấy cũng là đỡ nhiều rồi, bắt đầu mới chia ra mới thành lập cái lớp đó. Chừng được bốn người rồi thầy cũng thay đổi mình. Ví dụ như trong một tuần lễ mình cho 3 ngày hay 4 ngày, ví dụ ngày thứ nhất thì giảng, ngày thứ hai thì mình khác, ngày thứ ba mình khác. Trong tuần lễ 4 ngày học thì có 4 thời gian, ngày 4 thời gian. Trong khi đó ví dụ như thầy dạy cái bài thứ nhất thì cái người kế đó dạy cái bài thứ hai, thì cái bài thứ hai nó có cái giáo trình giáo án đàng hoàng đó. Thì trong khi đó thầy thầy có cái giáo trình của nó thì đưa ra, thì bây giờ thầy sẽ dạy cái lớp một cái bài thứ nhất, thì thầy thứ hai thì dạy cái bài thứ hai, thầy thứ ba dạy bài thứ ba, thầy thứ tư thì bắt đầu lại bài thứ năm, thầy thầy thay riêng vậy đó, nó đỡ lắm. Mà cho nên nó cùng dạy đó thì cái lớp tiếng tiếng của mình nó càng phát triển. Một sau khi cái lớp tiếng tiếng nó xong rồi thì bắt cái ông thầy mà đứng dạy cái lớp tiếng tiếng thì còn có ba ông, ba ông nó thay đổi nhau mà dạy một cái lớp tiếng tư duy. Còn ông này thì chuyên dạy cái lớp tiếng tiếng rồi, mà sau khi mà xong cái lớp tiếng tư duy rồi thì nó lại là có cái lớp tiếng tư duy kế đó, tức là tiếng tiếng cái tư duy thì hai người còn có hai người. Cho nên cái thời gian nó cứ tăng dần lên từng các lớp khác, cho nên vì vậy cuối cùng cho đến khi được 4 lớp học rồi thì mỗi thầy đứng một lớp. Mới đầu thì 4 thầy dạy một lớp mà chia ra từng giờ thì cái thời gian đó nó thu ngắn, còn bây giờ đó thì 4 thầy dạy 4 lớp. Rồi nếu mà đào luyện thêm cho được đúng 8 lớp thì các thầy dạy cái lớp tiếp theo. Còn quý thầy, cái thầy mà khá thì dạy chánh niệm, còn quý thầy mà dạy cái lớp mà chánh tinh tấn đó là lớp 6 chánh tinh tấn. Cho nên vì vậy mà 8 cái lớp học này nó phải có 8 thầy. Mới đầu thì nó gồm chung lại một lớp, sau đó là chia dần dần ra cho đến khi đủ 8 lớp và 8 thầy. Cái lớp chánh định đó, một mình thầy mà dạy thì những người mà được đi qua tất cả các lớp bên rồi mỗi lớp chánh định thầy dễ dàng lắm đó nha, dạy định như vậy. Bởi vì cái chức chánh tư duy họ ở trong cái tâm bất động, họ cái chánh lớp chánh niệm đó, thì họ ở trong cái tướng niệm xứ và cái tâm này bất động rồi. Mà tâm bất động đó, thì thầy sẽ tìm họ để kéo dài 7 ngày đêm cho họ đưa cái tâm bất động đó để họ niệm tiếp thật đúng 4 cái lực như thành. Mà sau khi ở trong cái tâm bất động đó 7 ngày đêm đó, được tìm họ, được giúp đỡ họ thì họ đạt được 7 ngày đêm tâm bất động. Lúc bây giờ họ có tiếng hình thức ra đó thì họ sẽ nhập các đền, thì thầy bắt đầu đó thầy sẽ chỉ định cho họ bây giờ nhập sơ thiền, phải ra định như thế nào để bây giờ nhập sơ thiền, rồi phải ra định như thế nào nhập nhị thiền, rồi phải ra định như thế nào nhập tam thiền tứ thiền, khi mà nhập tâm tứ thiền thì ngay đó thầy hướng dẫn cho họ dùng cái tệ tam minh, họ phải thực hiện túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tịnh minh, quan sát là cái đời trước họ như thế nào cũng thông minh rồi, và họ quan sát được tương lai coi Phật giáo như thế nào và ai là người đổ được và người chuông không được, họ quan sát hết. Đồng thời thầy trò cũng đều quan sát biết được vậy thì mình sẽ chọn cái lớp này là những người nào như thế nào. Nói như vậy cũng bởi vì nó có nhiều người, nó mới chia ra làm cái công việc này. Rồi dùng thiên nhãn minh thì mình xem xét cả cái vũ trụ, coi cái tình hình của cái tư diện của mình nó có được bình an, nó có được bảo vệ không. Và nếu mà không được bình an bảo vệ thì nó phải di chuyển nó đến cái điểm nào, và cái thầy nào đi ra làm cái công việc này phải di chuyển, là tức là cái chỗ này nó không được, riêng nó sẽ bỏ. Và sau khi nó đi đến di chuyển cái chỗ khác thì thầy đó mình phải khai sơn phát hạnh đến một cái địa điểm nào, cái xứ nào. Chẳng hạn bây giờ Việt Nam chính quyền nó sẽ lo lắng về tôn giáo, mà thấy thầy tổ chức kiểu này nó sợ quá, thầy biết rồi, mình biết trước hết rồi. Bây giờ thì chưa có thấy đó, tới một cái thời điểm đó thì phải dẹp thôi, thế nào. Thì lúc bây giờ đó mình đã có sẵn
bây giờ ở Việt Nam được nè, bây giờ mình coi cái xứ nào được nè, Mỹ nè, và Úc nè, à, được rồi thầy đã phải đi qua tới làm cái chuyện này trước. À, sau khi rồi đó, những người mà tu tập đây đó, người ta sẽ tìm mọi cách cho mọi người có đi ra hết, để rồi chúng ta phải đi vào bên đó hết. Nói với sức cảnh hết nào mới không? Phải chuẩn bị hết, bởi vì mình biết trước mình chuẩn bị. Để sau khi đó, ở đây nó vừa, ở đây người ta sắp xếp, người ta cứ ở bên đó xong rồi, thì người ta cứ lần lượt, người ta cứ đưa đi qua đó, để cái nơi đó, để cho mình yên tư, mình đào tạo, cho những người chứng kiến này. Thế nó lộn xộn là sao người ta yên được hả? Các bạn hiểu chỗ thầy muốn nói chứ. Còn bây giờ, mà mình thầy, bây giờ lo ở đây, mà lo chạy bên, nếu mà chạy chứ đâu có mình làm cái chuyện đó được. Cho nên mấy con nỗ lực, mấy con hãy cố gắng, mấy con tu, để rồi mấy con còn nhiệm vụ rất nhiều công việc nữa. Chứ không phải vừa tu tập được, lập chủ được cái tính chất của mình, thì vừa lo cho mọi người. Nó phải có cơ sở tu học, chứ không thể nói nằm vô rừng ngồi tu. Nó không đơn giản đâu. Đức Phật ngày xưa vô rừng tu còn phải ôm người ta như xưa. Thì mấy con thấy nó đâu có nghĩa là cơ thể chúng ta những đó mà được đâu. Nó phải không? Thầy mà ở 9 năm ở trên Hoàng Sơn mà sống dưới lá cây rừng, mấy con thấy là một sự khổ hạnh vui lớn. Nó hành hạ chứ đâu phải là muốn ăn lá cây kia mà sống, đâu phải là cái cơ thể mà nó chịu liền được sao? Phải tập từng chút từng chút từng chút mấy con. Nghĩa là mỗi ngày, ví dụ như thầy bây giờ thấy trên cái vấn đề mà ăn uống đó, là mình phải từ ở trên đỉnh Hoàng Sơn mà đi xuống dưới chân Hoàng Sơn để mà sinh đó, thì gạo thóc và đồ ăn để mang lên thì nó quá dễ dàng. Cho nên thầy nó tập, nó tập nghĩa là đầu tiên á, ví dụ như thầy ăn ba bát cơm thì thầy bớt nửa bát và còn ăn hai bát rưỡi, độn thêm rau hoặc là những cái rau gì mình ăn được như rau muống, rau lang hoặc gì đó ăn nhiều hơn. À, thế mình ăn hai gì nửa bát cơm, sau đó thì mình còn ăn hai bát rưỡi, mình độn thêm rồi mình bỏ dần ra, rồi mình còn ăn hai bát cơm, rồi mình còn ăn lần ra, mình còn ăn rau nhiều hơn, rồi mình còn một bát rưỡi, rồi còn một bát cơm, lần nữa còn nửa bát, rồi mới sau đó thấy ăn được rồi, rồi bắt đầu mới bỏ luôn cơm, còn ăn rau không. Rồi ăn rau không rồi đó, mới tập ăn những lá cây rừng. Rau thì nó dễ sống con người rồi, nhưng mà lá cây rừng chưa chắc, nó đâu phải dễ. Thì mới tập ăn lá cây rừng cho nó tiện. Cái rau trồng thực lắm chứ đâu phải dễ, cho nó lên được rau muống cũng đâu phải. Nó cũng phải là nghiêm được trồng, rồi phải nhổ cỏ, rồi phải nơi có nước rồi nó mới lên chứ đâu phải. Mà hồi ở Hồng Sơn á, là tại vì ở đó nó có hai cái cục đá, một cái cục thấp và một cục cao nhỏ kìa. Hai cục nó dựa nhau như thế này, thì nó có cái mạch nước ở trong cái khe đó nó chảy ra. Thầy mới đào đây một cái mương, đào một cái hầm vậy đó. Rồi thầy mới xin ra muốn dũng á, nó nghiêm vậy, có nước nó mới lên. Mà đất hòn tốt chứ không phải là như mình mà phải đất nghiêm đâu. Cái đó đất hòn tốt lắm. Cho nên nghiêm nghiêm rồi cái lò lên nó ra đó mà chỉ lặt ăn thôi. Đó là ăn rau. Nhưng mà rồi mình nghĩ là rau cũng còn phải cực, phải cầm đúng cái tốt hơn lá cây rừng nhiều nữa. Coi cái cây nào ở trong rừng mà thấy lá rồi giống như ra cái cây, cái sa cừ này lá nó bị bệnh như vậy. Ra hốt mớ ăn khỏi cực, nó ra lá nữa, thành ra tập ăn. Thì có thứ thì nó cũng chát, có thứ thì nó chua, như lá nứa thì nó chua, mà lá giang thì nó chua. Nhưng mà có thứ chát, rồi mình ăn mình thấy sống được thì cũng được hết. Cái phần chát yếu gì, chỉ nuốt được, sống được là được. Mà nhiều khi chát chua thì nó cũng là trị bệnh đó. Thành ra phải ăn hết. Đầu thì còn mấy muối rồi ăn, sau thì bỏ dần. Mà cuối cùng thì được. Không được là thầy sống bằng lá cây được. Nhưng mà cái cơ thể con người nó không phải bình thường. Nó như con bò. Điều nó không có mọc lông như bò. Nó còn nó giống như con bò được. Nó thành nó quen nó được, nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà thật sự mình thấy mình cũng cảm thấy mình giống như con bò ăn cỏ. Nhưng mà tập được. Còn mấy con tập chưa được, mấy con thấy khổ. Mình chưa ăn sốt được. Cho nên thầy thấy con người của mình nó dễ thích nghi lắm không? Tại mình không tập nó không thích nghi, chứ mình tập rồi nó thích nghi. Chính thầy lấy bản thân của thầy suy ra
sát các bạn hai cũng khác nhau, chỉ có ý chí mà thôi, không có ý chí thì không làm được. Cái người có ý chí là cái người nào cũng làm được. Cho nên con đường tu này là con đường cũng có ý chí, không có ý chí thì không làm được. Bởi vì con người chúng ta có ý chí nhất mà, ý chí nhiều lắm, ý chí của ý chí nó không thể chết nữa mà. Nếu mà cái người không có ý chí là cứ cái khó khăn họ sợ là được vui, còn người có ý chí không sợ. Mà chính những cái đó mình phải thắng được cái bệnh khổ. Cái người có ý chí là cái người thắng được khổ mà đau mặt mày không sợ. Còn mấy người mà đau cứ trơ mà rơi nó cũng là thiếu ý chí. Cho nên thầy nghe vô mà thấy là thường cứ lên người còn những người mình nổi không có ý chí. Còn mấy người đau đau phận ngôi chịu, những người ra mất đó rồi. Không rên nữa, đau gì đau không rên là mấy người gan nữa. Còn mấy người đau cái sơ mà rên nữa thôi mấy người. Cho nên thật sự ra người phụ nữ họ mang thai rồi họ sanh ra, có nhiều người họ rên ra. Còn mấy người phận ngôi chịu, mấy người ra mất. Chứ không phải người đàn ông gan mà người phụ nữ cũng gan. Nhưng mà có người cũng nhát gan rên người mù à. Mà rèn luyện ý chí thì phải có phương pháp rèn, chứ không phải là không có. Nếu con thấy cái ý chí của mình nó không có, gặp khó khăn thì cũng chịu nữa, thì nó còn rèn luyện là thời gian sao. Tại vì cái ý chí đó nó cái nào mà con thấy nó nhọc nhằn, nó cực khổ mà mấy con phải cố gắng nó còn làm thì mấy con sẽ có ý chí. Còn mấy con mà thấy nhọc nhằn nó không bỏ qua nó lại không có ý chí. Cho nên cái phương pháp của thầy dạy mấy con là mấy con đi ví dụ như 5 bước là 10 bước rồi buộc mấy con ngồi xuống, mấy con thở 5 hơi thở là 10 hơi thở thôi, rồi phải đứng dậy đi, cứ bắt mấy con đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống mà suốt cả giờ đồng hồ mà mấy con chịu khó vậy đó là rèn luyện ý chí đó mấy con. Còn mấy con thấy trời ơi mắt không có trời, tôi chỉ tu phì cuộc đó vậy thôi nghỉ thì mấy con mất ý chí. Các con hiểu chưa? Nó có phương pháp rèn luyện ý chí của mình mà khi rèn luyện ý chí như vậy rồi thì người ta lại rèn luyện cái khó khăn hơn nữa. Có cái phương pháp nó rèn luyện làm cho mình nhọc nhằn thật khổ hơn nữa, nhưng mà mình vẫn bền chí tập luyện với cái thời gian người ta quy định, không bỏ cuộc. Mà mấy con không bỏ cuộc là mấy con đã có ý chí rồi, thì bắt đầu người ta dạy cho con tu, người ta rèn luyện nữa. Chứ ai nói tôi cũng có ý chí hết, nhưng mà gặp khó rồi mấy con không biết ý chí có không. À, ví dụ như bây giờ ai cũng nói có ý chí hết, nhưng mà đau mà nằm rên thì đâu thầy nó không có ý chí. Nó lộ ra hết rồi đấy. Chứ mình nói che đậy mình không được đâu. Cái người không ý chí là nó lộ ra cho người khác, người ta biết không ý chí. Còn cái người có ý chí người ta không nói ra chứ, người ta không sợ trước cái khó khăn gì đó là. Nhưng mà làm con người phải có ý chí. Không có một cái người nào mà ở trong thế gian này mà thành công, những nhà bác học mà thành công nổi tiếng là cái người không ý chí. Nó phải gặp nhiều thất bại, gặp nhiều thất bại thì người ta nghiên cứu, người ta tìm mọi cách để người ta đạt được cái chỗ không thất bại thì cái người đó ý chí. Còn mình gặp thất bại thôi chắc này chắc lặng rồi thôi bỏ, những người đó không ý chí. Cho nên mấy con đọc lại những câu chuyện của những doanh nhân, câu chuyện của những doanh nhân mà những người mà nổi tiếng ở trong cái thế gian của chúng ta, đọc lại còn thấy người ý chí ghê lắm rồi. Mà làm hơn một cái thuyền nghiệp gì đó ý chứ, không phải cái ý chí như nào, nó bồ lấy ông mà xua quân đánh chỗ này chỗ kia chiến, không phải cái đó đâu, phải nó là ý mạnh gan dạ thôi. Các con nghe bà Marie Curie là nhà khoa học gì cũng có ý chí lắm, chứ không phải không nó ý chí làm sao mà tìm tòi cái ý chí đó, ý chí lắm cái tìm tòi đó. Cho nên những cái gương đó mình đọc rồi mình xét mình, mà mình thấy mình là một cái ý chí thì mình nên rèn luyện. Và đồng thời để ý chí đó áp dụng vào cuộc đời, một là tu hành hoặc là thực hiện cái sự nghề nghiệp của mình. Cái việc làm của mình thích làm cái gì thì mình phải làm cho được, mình phải làm cho bằng được chứ không đầu hàng. Đó là ý chí. Cũng như thầy, nếu mà cái người mà không ý chí chắc thầy không nổi, nó vất vả, nó cực khổ, căng mềm. Chứ không phải là nó bây giờ mấy con thì đỡ hơn, còn thầy hồi đó phải tự thức mình mà. Thì
tự thực hành trong cuộc đời. Nhưng khi bắt đầu thầy nhắc lại cái con thấy này, khi theo hòa thượng Thanh Từ tu lại, thì ở trong lòng của hòa thượng Thanh Từ thì nó đầy đủ lắm. Nghĩa là khi thầy bước chân vào cái viện chân thân của hòa thượng, sống trong đó trong 3 tháng, thì cơ thể của thầy ăn hoặc sống trong tu viện chân như ở trong chân thân đó 3 tháng, thấy con thấy lên 6 kg, nó mập vậy đó. Thì mấy con thấy đời sống của hòa thượng nó là đầy đủ lắm đấy, không có thiếu đâu. Nhưng thầy không thỏa mãn là chỗ cái bát tu, cho nên thầy nghĩ rằng cứ ở đây mà tu mà cứ ăn uống như thế này mà sống ngày 3 bữa như thế này chắc chắn là không tới đâu hết, chỉ được gặp lại 1 bữa mà. Cho nên thầy nghĩ rằng pháp của hòa thượng thầy dạy thì đúng rồi. Hồi đó mà nghĩ thấy cái giọng cứ giọng thì buông mà buông hết giọng thì chính đạo chứ gì. Cho nên thầy nghĩ là chắc có lẽ là đúng rồi. Cho nên thầy nói bây giờ ở đây chỉ ăn uống bữa này chắc là tu được. Mà hòa thượng thì đi chúng là đi đầy đủ lắm, ăn đầy đủ. Cho nên thầy nghĩ là phải sống như Phật. Do đó thì thầy cố gắng thầy đi lên nhà trên. Thì trong khi ở trong đó trong quý đệ có 10 quý đệ với nhau, nhưng mà có 2 ông nó thì biết Hồng Sơn đã có đi chơi đó rồi. Do đó mấy ông mới rủ thầy muốn ý thầy muốn đi tu thì cái chỗ nào yên tĩnh của mình ở đây mình ăn ngày 3 bữa được, khó tu quá. Pháp thì mình thấy hòa thượng dạy như vậy là hơi quá rồi, thì tìm cái chỗ tu chứ ở đây không được. Thì 2 ông này mới rủ thầy đi, thì đi ra đi 3 thầy trò đi xin hòa thượng tu rồi. Hòa thượng thì chắc cũng không muốn cho đi nữa, cứ để cho lúc đó thì cũng không muốn cho đi nữa. Vô này đi không? Gặp thầy hả con? À, đầu đầu thầy sẽ ra con. Cho nên khi mà thầy ra đi rồi đó thì thầy lên Hồng Sơn. Thầy 2 ông này dẫn thầy lên đó, thầy mới biết Hồng Sơn, chứ thầy làm sao thầy biết. Không biết đường đi. Ra quá gian tàu đi ra Hồng Sơn thì thầy cũng đi theo ông. Sau khi đi ra Hồng Sơn thầy chọn thấy cái chỗ này như vậy. Và đồng thời trong cái thời gian đó là thầy đã chiến tranh 71. Mà tôi đến 75 mới giải phóng mà chiến tranh ghê gớm ở trong đất liền mà. Thầy ra đi ra đó không sợ chiến tranh nữa, thầy xuống. Cho nên do đó thầy bỏ thì đi ra đó. Thì lúc bây giờ 2 ông đi ra đó cứ ngoài cho thầy biết đường rồi. Thì mấy ông về, ông đi hành đạo. Nó thôi tôi cũng thành đạo với mấy ông, tôi đi chơi với hành đạo gì. Thì mấy ông đi chỗ này chỗ kia chơi thôi, chứ đâu có tu tập gì nữa. Cho nên thôi thầy không đi. Thầy về tắm bàn rồi, thầy thăm mẹ, thầy rồi bắt đầu thầy ôm gói thầy. Thầy đi ra đó, thầy cũng đi xuống thật giá rồi thầy muốn tạo thầy đi ra đó. Sau thầy lên trên thầy lên thầy thầy. Sau khi thầy tu ở đó 9 tháng, thầy thấy ở đó mà trong khi mà chiến tranh như thế này mà bỏ mẹ thầy với cô bố em thầy á, thầy rất tội nghiệp. Cho nên dù sao đi nữa, bởi vì khi mà về vẫn làm được thăm mẹ thầy, thì thầy thấy như vậy là mẹ thầy vừa cố tình buôn bán như vậy để mà tìm sống một ngày, còn thầy thì ở xa không biết con mình nó như thế nào, thì tội nghiệp thầy, mẹ thầy quá. Trong con mình thì thấy khổ với tội lắm, cho nên thầy nghĩ như vậy là thầy rời khỏi Hồng Sơn, thầy đi về Vũng Tàu. Thầy cấp cái hết ở gần cho mẹ thầy, cho có mẹ, mẹ con có hữu nghị nhau, cho nên mẹ thầy không có khổ. Tức là thầy báo hiếu đó, cho nên vì vậy mà thầy về đỡ được. Không ngờ là thầy được mẹ mà thầy tu tập được chứ. Cho nên thầy nói mình đừng có xa, mình thấy cha mẹ mình đừng có bỏ, chứ mà cha mẹ mình không có người chăm sóc mình cứ về ở gần đi, mình không chăm sóc đi nữa cũng là tu thành, rất là đúng rồi. Cho nên mình ở đó vừa hướng vừa tu thành với nhau, vừa tu thành. Trong khi đó thì nói chung là thầy về mình soạn thảo một cái thật biết cho mẹ thầy có thích tu, nhưng mà sự thật cho mẹ thầy cũng tập tu, cũng nghĩ nghe thầy tu để mà làm sao ra. Cho nên mẹ thầy cũng tu tập dữ lắm, cũng giữ tâm bất động, cũng hàng ngày đọc cái bài kinh rồi thầy bắt đầu ngồi giữ tâm bất động. Chỉ vì thầy biết mẹ thầy hồi nào đến giờ thì chỉ tính có một trình độ mà thôi, thầy không dạy trên trình độ nữa mà thầy dạy tụng cái bài kinh này.
thầy viết bằng chữ Việt có nghĩa đàng hoàng thật ra để mình nhắc nhở cho mình giữ được tâm bất động của mình thôi. À, ngày mẹ cứ sắp sửa mẹ ngồi tỉnh đó, thì mẹ đọc cái bài kinh này rồi thì mẹ ngồi cứ thẳng mình tỉnh thì cái tâm mẹ cũng tự được yên lặng hết rồi. Mà có vậy thôi, mẹ thì cứ làm liên tục, ngày nào cũng làm như vậy, giờ nào cũng làm như vậy, cứ một ngày cứ làm bốn thời, buổi trưa, buổi sáng, rồi buổi chiều, buổi tối, buổi khuya, nhiều lần mình thức dậy khuya mà mẹ thầy cũng tập đi như vậy hết. Cho nên mẹ thầy chết thầy cũng tâm rất là thanh thản, mà chết rất tốt như vậy, không có bệnh đau gì nhiều, chết rất là an ổn. À, do đó thì do đó mà thầy thấy thầy cũng cứu mẹ. Nhưng sau khi thầy cứu rồi thầy đi tìm ba thầy, thì lấy cái trước chết tâm đau khổ lắm. Thầy đi tìm ba thầy mới còn biết thầy đâu, thầy đi ra mình bắt ông rồi, không phải ở đây đâu. Bởi vì nó chỉ có cái tiếng tâm minh của mình nó quan sát cái tiền cái gì khi lấy thân của mình, chứ còn không có thì cho nên sáng cái con tu nó được nghe thầy nó nói chứ đừng cứ bỏ cái thời gian. Cho nên khi nghe thầy rồi nó không phải ráng tu, mà ráng tu tức là không phải là thầy là chủ những như thế này. Thầy chỉ mong sao mấy con là những người thừa kế cũng làm chủ được như thầy, không khí một đời xong cái mặt này đã xong rồi, mấy con cũng sẽ chết đi rồi. Bây giờ mấy con nè, có vợ con á, thì mấy con sẽ thấy có vợ phải khổ, phải lo lắng cho nó nè. Rồi vợ bệnh phải khổ, lo cho bệnh đau nè. Rồi chết phải lo nè, có vợ phải sinh con lại phải đẻ đứa con, đứa con này nó phải tiếp tục nó chịu khổ chứ không phải nó giải thoát được đâu. Hoàn gian là một di truyền khổ, cho nên chấm dứt đi mấy con. Đừng có ham cái thứ khổ này, khổ lắm đó. Bởi vì cuộc đời khổ lắm, mình đã sinh ra đã mang cái thân khổ rồi, chấm dứt từ đi về sau không có do khổ, nghĩa là cái dòng họ này dòng họ bất khổ chứ không phải dòng họ khổ. Thế còn mấy con mà nối tiếp dòng họ khổ này, con cái cháu chứ mấy con sau này cũng khổ chứ được à? Nên chấm dứt dòng họ đừng khổ nữa. Nghe là thầy đi mấy con, nghĩa là mình khổ mình biết rồi, ai mà để cho con cháu mình sẽ bị khổ? Mình ráng cái bằng nỗ lực, mình được tu tập, cái gì không biết, hoặc là mấy con thấy bây giờ sắp xếp được gia đình về đi, chúng cơm mẹ ăn, chứ nhà thầy ở thì cho thật sự mà thầy sẽ nuôi cơm cho mấy con, đừng có lo đói lo no gì hết, đừng có lo tiền lo bạc gì hết, ở đây không có cần, mà cứ đau bệnh thì cũng không cần gì hết, ở đây có gì quá đuổi bệnh. Mới đầu thì mấy con thầy cho bác sĩ được trị bệnh, nhưng mà giết tâm và an tứ tâm khá rồi thì quyết định là không có cần phải đi bác sĩ nữa. Và còn bác sĩ thì cho ế cho biết bệnh viện này cũng còn nhà nước, không có người đi nằm nữa, phải không mấy con? Để tu tập như vậy mới được chứ, để công thiếu bệnh viện trời lấy trời để tôi nằm lúc tâm lúc hoài. Một cái giường mà 3-4 người nằm khổ lắm. Bởi vậy tại sao mà người ta lại điên đảo đến cái mức độ mà không tự của mình để đi nằm nhà thương vậy? Phật pháp có phương pháp làm chữa bệnh, bao đời mà thầy cũng biết cái nhà thương bệnh viện trời lấy sao. Cho nên vì vậy, nó thật sự ra trong khi mà mẹ thầy bệnh á, thầy cứ đi đến từ nhiều chợ rẫy nuôi mẹ thầy, thầy biết rất rõ. Mà trong khi chiến tranh vừa cái tết hậu thân thì chiến tranh nó qua rồi, nhưng mà biết là được vô trong cái nhà thương mà họ còn đốt mấy cái chỗ máu, những bị thương họ đem đi nhà thương á, dũng dũng vậy họ đốt cái chỗ máu, nó tanh ghê gớm lắm. Thầy đi trong lúc đó mẹ thầy đau, trong cái tết hậu thân á, họ đi thành nhà thương. À, thầy đi xuống thầy nuôi mẹ thầy, như vậy là khổ lắm. Thầy cũng thấy lắm, khi mà mẹ thầy khỏe được về thầy cũng đáng đáng thôi. Thế bây giờ đi bệnh viện là khổ mà còn mẹ thầy tôi ước chết tới tha hậu, không có bệnh khổ nữa các con, không có bệnh khổ, khổ lắm. Mà cho nên có đến nhà thương rồi thầy cái gì mà cái địa ngục mà ở thế gian này là cái nhà thương mà thầy biết rồi, không có chỗ nào mà cái địa ngục.
mình nhìn cái rẫy đấy rồi, ghê lắm. Cho nên vì vậy mà bây giờ thầy quyết định là thầy nhất cái con thoát ra cái cửa này, không có đứng là thêm nữa. Thầy quyết định mà cho mấy ông bác sĩ này ế, nếu mà cả nước này nghe lời thầy tôi, bệnh viện cái đóng cửa đấy con, ai mà vô nằm, nó làm chủ được mình chết đâu mấy cái cô đấy nữa. Chỉ bây giờ mấy con không chịu được tôn lập thì mấy con mới vô đó thôi, đến nhà chạy khỏi. Thôi bây giờ thì về thì cũng khác nữa mà. Con bạch với thầy, hôm nay con lên đây có mấy vị thanh hữu dễ nhìn sách hơn nhà thầy quy y như con đòi thầy là các thầy quy y sau này thầy sẽ đỡ một cái khá rồi. Dạ, con bạch với thầy cũng nghe những vị thanh hữu của con có mặt với lại không có mặt, cũng đồng phát tâm dễ trình bày con bạch thì đây cũng vừa tâm bảo đây thầy quan thị cũng chứng minh giờ thì thôi thầy cũng hết cho cái gì đó mà làm rồi. Yeah.